Ôi, cà phá chỗ bán chó mèo nhá. Chả nhỉ. Bán chó chứ. Đấy vào đấy. Bán chó đẹp. Xong. Con nào đẹp? Mua chó đẹp gì? Mua chó đẹp gì? Như gấu bông này. Không cắn, người ta bảo không cắn nữa. Cắn như ma điên. Xong rồi bảo hàng nữa mà không cắn. Đồng thế. Đây là mèo. Mèo gì? Mèo dài. Chó này trông hay vậy. Em mặt lên mặt. Trông đều nhỉ. Bảnh điện. Lên mặt lên mặt. Con này, con này con nai đúng không? Trừ. Mẹ ơi, con này hiền thế. Con hiền thế này thì đấy. Hiền đấy, giống hiền lắm, biết chơi. Như kiểu là người quen ấy nhỉ. Con này bao nhiêu? Như vậy. Đây 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 trời. Đây này thích chó hơn. Trời. Không có này đều. Con này ơi nhồi nhồi. Ăn vạ, ăn vạ. Ăn vạ đấy. Ăn vạ. Đấy là cái gì? Mèo kìa. Đẹp chưa? Chả lông luôn. Thực như gấu bông. Mèo. Ừ, chết rồi sao có thở đâu à, chưa. Thank you.
nhỉ? Cái này 900 nhá. Đấy là mua làm được. Con này 900. Thanh niên này bị thất tình. Buồn. Bơ đời luôn này. Sẽ mặt đẹp chưa? Chim nó chó hơn đấy. Bao nhiêu? Chim một con này bao nhiêu ạ? Đây là một. Triệu ba con này. Mắt đẹp nhỉ? Đây trước là cũng đẹp một con như này. Như thế em bán là phải chọn khỏe, không bán được thì đâu phải mang về, chứ không phải là không bán ra đâu. Thì chợ thì bán đúng vậy đó. Hôm nay không bán được, không bán được. Nếu dùng con này, đây là trần trụi nhỉ? Bây giờ rồi cho nó ăn thử cái tí rồi nó ăn. Rồi. Cái này được mấy tháng rồi. Cái này 4 năm rưỡi rồi cháu này. Chủ hay nhỉ? Con đây là con bắp cúi đấy. Con này là con chim mua này. Đấy, cháu không mua con chim mua, mua mà con bắp cúi này mua ăn chỉ thế thôi. Bé đi chơi. Con này nó lớn thì nó con này lớn nhất là 2 cân rưỡi đến 3 cân. Thế thôi. Ở đây không bán chúng to đâu. Con nhỏ nhỏ thì bao nhiêu? Con nhỏ nhỏ này bà lấy triệu 2 này còn một con này. Triệu 2. Đẹp bao nhiêu? Con chim mua này thì chắc mẹ. Triệu 2 một chút này. Lớn là 2 cân thì bà con mèo. Con chó đẹp kìa. Này cắn người chắc đau lắm này. Đây cắn. Đông nhỉ. Bao giờ chạy mới yêu mẹ. Ôi là kìa một đống chó luôn nhỉ. Chó một lần. À, cô bán cho con chó nhật nè cháu ơi, chụp ảnh đi nè. Là cô bán cho hai con này về mà nuôi. Cô bán mẹ cho.
nhà có cái thôi. Nhiều nhé. Con to này bán luôn này. Bánh lớn mà mặt ra. Con này nó ngoạm phát chân này hết. Đâu? Giờ đẹp chưa? Cái đi, thả nó ra. Giờ mới chở ra bán này. Thank you.